Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp. Mình là Nguyễn Tất Nhiên, thường xuyên tư vấn những mẫu nhà đẹp ở nông thôn. Đây là mẫu nhà đẹp 71 huyền thoại. Từ Tết đến giờ, mình đã làm rất nhiều căn trên mọi miền Tổ quốc. Mẫu này thì có 4 phòng ngủ, phòng thờ ở chính giữa, phòng khách lệch sang một bên và phòng bếp hiện đại. Các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi những chia sẻ của mình. Cần tư vấn thiết kế gọi cho mình số điện thoại trên màn hình. Mình sẽ trực tiếp đến nhà khảo sát đất, tư vấn phong thủy và thiết kế căn nhà của bạn.